Và cũng trong sáng nay, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại quận Thốt Nốt. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm việc với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Thốt Nốt đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời lưu ý Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận tiếp tục đảm bảo chu đáo, an toàn cho thanh niên, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên, quan tâm chăm lo cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, đặc biệt chuẩn bị lễ giao nhận quân trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo an toàn. Năm 2022, quận Thốt Nốt được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chọn làm điểm chỉ đạo giao nhận quân. Đến nay, thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ đã hoàn thành tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Hiện quận đang tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nắm tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình, đồng thời quan tâm hỗ trợ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức thăm và tặng quà thanh niên chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.